Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 15 tháng 6 năm 2022, và theo âm lịch, hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Kỷ Hợi, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trận, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh bình địa mộc, ngày Kỷ Hợi, tức can khắc chi, nghĩa là thổ khắc với thủy, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm bình địa mộc, kỵ tuổi Quý Tỵ, Ất Mùi, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày Hợi lục hợp với Dần, tam hợp với Mão và Mùi thành mộc cục, xung với Tỵ hình Hợi, hại thân, phá dần và tuyệt ngọa. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Tân Tỵ, Đinh Tỵ, tuổi xung trong tháng, tuổi Mậu Tý, Canh Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức tốt mọi việc, sao Ngũ Phú tốt mọi việc, sao Phúc Sinh tốt mọi việc. Về các sao xấu trong ngày gồm có sao Kiếp Sát, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa, sao Chu Tước Hắc Đạo, kỵ về nhà mới, khai trương, sao Không Phòng, kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông bắc, tài thần hướng chính nam. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 15 tháng 6 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 15 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có tam hội ghé thăm, và đây cũng là lúc giúp cho bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình. Điều này sẽ đem đến cho bạn có được sự kết nối chặt chẽ, mạnh mẽ về mặt cảm xúc. Với bạn tuổi Tý, dù bạn có bận rộn đến mấy đi chăng nữa, bạn cũng đừng quên gọi điện cho người thương của mình để cho họ biết được bạn quan tâm tới họ như thế nào. Trong ngày này với bạn tuổi Tý, bạn cũng đừng có buồn phiền quá khi trong ngày đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Điều này làm cho bạn cũng đang có điềm báo, có điều gì đó sẽ khiến cho bạn cảm thấy không được thoải mái. Nhưng với bạn, hãy kiên nhẫn một chút, mọi việc diễn ra chỉ nhằm mục đích đem đến cho bạn có được những điều tốt đẹp mà thôi. Thế nên với bạn tuổi Tý, bạn cần phải học cách nhẫn nại hơn. Đơn giản là mọi thử thách ban đầu luôn làm khó bạn, nhưng nếu như bạn vượt qua được rồi, với bạn tuổi Tý sẽ cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thế nên với bạn tuổi Tý, hãy chịu khó cúi đầu, chấp nhận giai đoạn này để trở ngại sớm trôi qua đi bạn tuổi Tý nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, bạn khó tránh khỏi được những sai sót đáng tiếc. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, hãy giữ trữ tín trong từng việc mình làm. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, ưu tiên những lựa chọn mang tính lâu dài. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, bạn cũng cần phải lễ phép. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, bạn bật cười vì sự ngô nghê của chính bản thân mình. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc
3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 27, số 95, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày 15 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội phù trợ và đây là cơ hội tốt để cho bạn tuổi Sửu và các thành viên trong gia đình kết nối với nhau trong ngày hôm nay. Sự chủ động làm cầu nối của bạn sẽ khiến cho bạn cảm thấy rất vui vẻ và hào hứng nữa. Với bạn tuổi Sửu, hãy mang lại cho họ có được những cảm giác thực sự là đặc biệt và ý nghĩa trong ngày này nhé. Xem tử vi cũng cho thấy trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu, bạn đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Điều này khuyến khích bạn nên tương tác nhiều hơn. Với bạn tuổi Sửu nên đặt mình vào những tình huống mà bạn có thể tìm thấy được những niềm vui, tiếng cười. Ví dụ như là tham gia các hoạt động xã hội, tương tác với mọi người hay là có những phút giây vui vẻ, lãng mạn bên người mà mình yêu thương chẳng hạn. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là đừng nên che giấu tâm tư cảm xúc của mình. Bạn cần phải biểu đạt rõ ràng những suy nghĩ cho người ấy thấy quan điểm của bạn như thế nào thay vì giữ thái độ như hiện tại và khiến cho đối phương bối rối nữa. Về câu quý cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim được nhận nhiều lời khen tặng từ mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy có được những cuộc gặp gỡ thú vị mang lại cho bạn có được nhiều giá trị tốt đẹp. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, bạn dường như đang đọc được những suy nghĩ của người khác. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, sức khỏe của bạn rất đáng quan tâm vào thời điểm này. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc nên lắng nghe trái tim của mình để không lỡ nhịp với người mà mình yêu thương. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 63, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Dần thứ tư ngày 15 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân che chở. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Dần xử lý được rất nhiều việc trong ngày hôm nay và tất cả là nhờ được mọi người giúp đỡ, nhất là những việc mang tính đội nhóm, ai cũng sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ cho bạn một tay. Cho nên với bạn tuổi Dần trong ngày hôm nay chẳng có khó khăn nào có thể ngăn trở được bạn cả. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần, bạn cũng đang gặp ngày có chính ấn chiếu mệnh. Điều này nhắc nhở bạn tuổi Dần nên biết rằng ngày hôm nay sẽ mang tới cho bạn có được nhiều cơ hội tuyệt vời để khởi động, để bắt tay với những điều mới mẻ, tích cực hơn. Với bạn tuổi Dần đã thực sự sẵn sàng cho điều đó hay là chưa? Cơ hội của bạn đang đến rất gần với bạn nữa rồi đó nhá. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này sẽ giúp cho con đường tình duyên của bạn có được sự vượng sắc, đào hoa nở rộ. Đối với những bạn đang còn độc thân, tha hồ đón duyên tới. Đối với những bạn đang yêu, được người ấy quan tâm và chăm sóc tận tình. Tình cảm ngọt ngào khiến cho bao nhiêu mệt mỏi trong cuộc sống bận rộn dường như tan biến đi hết đối với người tuổi Dần trong ngày hôm nay. Về câu quý cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy nhận được sự tín nhiệm của người thân trong nhà. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, chuyện tình cảm diễn ra được bình ổn trong thời điểm này. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ gặp được người bạn có thể hoàn toàn tin tưởng. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, người đang còn độc thân hãy năng nổ mở rộng các mối quan hệ. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, sự bình tĩnh đã giúp cho bạn có được nhiều lợi thế hơn người khác.
Vậy đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 78, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh lam, có nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão, thứ tư ngày 15 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi phù trợ. Điều này sẽ giúp cho cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay đang có nhiều dấu hiệu thăng hoa tốt đẹp. Vợ chồng lúc nào cũng yêu thương nhau thắm thiết, cùng nhau chung tay vun viếng cho hạnh phúc gia đình nữa rồi. Trong ngày này, chuyện tình cảm của các cặp đôi, bạn và người ấy cũng có những lúc bất đồng, tranh cãi. Nhưng trên hết là các bạn biết đâu là điểm dừng, không để cho mâu thuẫn biến thành những rạn nứt trong chuyện tình cảm, đẩy hai người xa nhau nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn cần phải năng động và sáng tạo hơn trong công việc. Chỉ khi bạn chủ động thể hiện, làm nổi bật chính bản thân mình, chính ưu điểm của mình thì mới có được sự tín nhiệm và đánh giá cao của cấp trên và mọi người xung quanh. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, vợ chồng đồng lòng vun viếng, hạnh phúc gia đình được bền chặt. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, tình cảm có dấu hiệu thăng hoa tốt đẹp. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, cần phải năng động và sáng tạo hơn trong công việc. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, các cặp đôi biết giới hạn trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, chủ động thể hiện ưu điểm của bản thân thì mới được cấp trên và mọi người tín nhiệm. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 24, số 73, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Thìn, thứ tư ngày 15 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Điều này sẽ làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay phải đối mặt với không ít những khó khăn trở ngại, khiến cho công việc và cuộc sống của bạn trở nên bế tắc. Thời điểm này với bạn tuổi Thìn, bạn khó mà đạt được những thành công trong công việc, vận trình tài lộc của bạn kéo theo đó cũng bị giảm sút một cách trầm trọng nữa. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn, mọi chuyện, mọi rắc rối kéo đến bất ngờ khiến cho bạn chẳng kịp trở tay, với những điều bạn dự liệu đều không xảy ra đúng như kế hoạch của bạn, khiến cho bạn bị bối rối và khó có thể ứng biến kịp thời. Lại thêm, ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc, điều này còn gây ra những bất đồng trong mối quan hệ tình cảm giữa bạn với người ấy. Cái tôi quá cao khiến cho bạn tuổi Thìn lúc nào cũng muốn làm người chủ động trong mối quan hệ tình cảm, là người có quyền quyết định tất cả mọi vấn đề. Dù đã cố gắng tự nhủ với lòng mình không được xử sự vô lý, nhưng bạn chẳng thể làm được điều đó nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, hiệu suất công việc giảm sút, kéo theo vận trình tài lộc cũng giảm theo. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, vận trình có nhiều khó khăn, bế tắc tìm cách giải quyết. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, mối quan hệ tình cảm gặp trục trặc do bất đồng, cãi vã liên miên. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, rắc rối ập đến mà chẳng kịp trở tay. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, cái tôi quá cao khiến cho tình cảm bị rạn nứt. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 13, số 52, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Tỵ, thứ tư ngày 15 tháng 6 năm 2022.
Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân Tỵ Hợi. Điều này sẽ làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay gặp phải nhiều chuyện buồn phiền trong chuyện tình cảm. Đôi bên có sự mâu thuẫn, khúc mắc với nhau nhưng không tìm được cách giải quyết, không tìm được tiếng nói chung, thậm chí là trong lúc nóng giận còn nói ra những lời to tiếng gây tổn thương lẫn nhau nữa. Và ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ, đáng lẽ ra bạn sẽ có được những buổi hẹn hò lãng mạn, vui vẻ bên nhau thì hai người lại tiêu tốn vào việc tranh cãi khiến cho chuyện tình cảm có phần rạn nứt. Và nếu như bạn tuổi Tỵ không nhanh chóng tìm ra cách để hàn gắn thì có thể sẽ gây ra hậu quả lớn lao không thể lường trước được. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này còn làm cho bạn đang có điềm báo, có tin xấu về con đường tài lộc. Với bạn tuổi Tỵ đang gặp phải nhiều vấn đề khó khăn về tiền bạc, cứ ngỡ đã thoát ra khỏi cảnh túng thiếu thì bạn lại có chuyện bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn. Có thể với bạn mệnh tuổi Tỵ sẽ cần phải vay mượn về tiền bạc khá nhiều để thoát khỏi tình cảnh khó khăn ở hiện tại nữa đó nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, tránh vì những phút giây nóng giận mà nói ra những lời tổn thương cho đối phương. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, gặp chuyện buồn về tình cảm do mâu thuẫn liên miên. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, gặp khó khăn về tài chính do những chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, cần phải nhanh chóng tìm ra cách để hàn gắn tình cảm rạn nứt. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, có thể vẽ vay mượn về tiền bạc để thoát ra khỏi cảnh túng thiếu ở hiện tại. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 43, số 71, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ngọ, thứ tư, ngày 15 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có Tỵ Kim chiếu mệnh. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo về vận trình công danh, sự nghiệp của bạn đang có dấu hiệu bị xuống dốc trầm trọng. Với những mâu thuẫn về phe phái, tranh giành đoạt lợi, đấu đá lẫn nhau khiến cho bản mệnh dễ bị lôi kéo, dính líu vào thị phi nếu như bạn không giữ được mình. Và tốt nhất là với bạn tuổi Ngọ trong ngày hôm nay, bạn nên tỏ ra thái độ trung lập, cũng như là tránh xa những vụ tranh chấp ẩu đả lẫn nhau. Ngày thứ tư này, bạn tuổi Ngọ cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này còn cho thấy về khoảng cách giữa bạn với nửa kia đang ngày càng xa hơn. Cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến cho hai bạn dần thiếu đi sự quan tâm tới nhau, nhưng lại thấy lo sợ mỗi khi nghĩ đến việc có thể đánh mất đi đối phương. Chính vì nỗi lo sợ ấy mà nảy sinh sự nghi ngờ, không còn tin tưởng vào tình yêu bền vững dành cho nhau nữa. Và xem tử vi cho thấy, ngày hôm nay là ngày 15 tháng 6 năm 2022, tức là ngày 17 tháng 5 năm Nhâm Dần. Ngày này, theo Hải Thượng Lãn Ông, nhân thần ở phía trong khớp cổ chân, khí xung và xương bánh chè. Vì vậy với bạn tuổi Ngọ nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này. Và ngày này là ngày can kỷ, với bạn tuổi Ngọ cũng không nên trị bệnh ở Tỵ nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, có thể dính họa thị phi trong các mâu thuẫn về phe phái. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, sự nghiệp có dấu hiệu bị sa sút do mâu thuẫn trong tập thể. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, khoảng cách với nửa kia đang ngày càng xa hơn. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, cần phải giữ vững lập trường và tránh xa các cuộc tranh đoạt ẩu đả lẫn nhau. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, sợ đánh mất đi đối phương nhưng lại không kìm được những nghi ngờ ganh tuông. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 54, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất,
tuổi Mão. Tử vi tuổi Mùi, thứ tư ngày 15 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi Mão Mùi phù trợ. Điều này sẽ giúp cho vận trình tình duyên của bạn trong ngày hôm nay trở nên tươi đẹp hơn. Với bạn tuổi Mùi, bạn có thể táo bạo một chút trong ngày hôm nay, đặc biệt là trong đời sống tình cảm. Chắc chắn với bạn sẽ nhận lại được những phần thưởng rất giá trị nhờ chính sự mạnh dạn và cởi mở của bản thân mình. Bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, bạn hãy sử dụng nguồn năng lượng dồi dào của mình khi trong ngày đang có được thực thần trợ lực giúp cho bạn. Đây là bàn đạp để cho bạn theo đuổi hành trình đam mê. Với bạn tuổi Mùi cũng đừng có bỏ lỡ cơ hội để khám phá, trải nghiệm cuộc sống theo cách tích cực nhất có thể. Và ngày hôm nay là một ngày hoàn hảo để cho bạn làm điều đó. Với bạn tuổi Mùi, bạn thích làm chủ, vì thế ngày hôm nay có thể bắt đầu thực hiện sở thích của mình rồi đó bạn tuổi Mùi nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc, điều này lại khiến cho sức khỏe của bạn không được tốt cho lắm. Với bạn mệnh tuổi Mùi rất dễ bị cảm, sốt thất thường, lý do là vì sức đề kháng của bạn bị suy giảm. Bạn nên đi ngủ sớm, ăn uống đầy đủ, đúng bữa để cải thiện về sức khỏe của bản thân mình. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, nhớ chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình chu đáo hơn. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, về vận trình tình duyên được tươi sáng, nhiều niềm vui hứa hẹn. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, có cách tháo gỡ những khó khăn ở hiện tại. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, vận trình được khởi sắc không ngừng, may mắn liên tiếp kéo đến. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, con đường tình duyên được vượng sắc, tình yêu ngọt ngào. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 67, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân, thứ tư ngày 15 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tị Hợi. Điều này làm cho bạn nhận ra bài học rằng phải gặp đúng hoàn cảnh cụ thể thì kẻ xấu mới thực sự lộ diện. Và ngày hôm nay với bạn tuổi Thân, bạn có thể mất một chút nhưng điều đó sẽ đáng giá để cho bạn có được những kinh nghiệm sống cần thiết cho con đường trưởng thành của mình. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân, bạn lại đang gặp được ngày có chính tài nâng đỡ. Điều này sẽ giúp cho bạn tìm được cách để cải thiện về tình hình tài chính hiện tại của mình. Với bạn tuổi Thân, bạn hãy kiên nhẫn với những gì mà mình làm, vì chẳng mấy ai có được cơ hội làm giàu nhanh chóng đâu. Bạn tuổi Thân không đủ may mắn để nằm trong số những người tối thiểu đó, cho nên bạn cần phải chăm chỉ gấp đôi, gấp ba những người bình thường nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này dự báo về khía cạnh sức khỏe của bản mệnh lúc này có được nhiều tín hiệu đáng mừng. Và thời gian này, với bạn tuổi Thân, ăn uống tốt hơn, giấc ngủ sâu hơn, da dẻ cũng trở nên sáng, mịn mà và bạn cảm thấy cơ thể của mình có được tràn đầy năng lượng nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, biết nói những lời hay ý đẹp tới mọi người. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, tránh nói trống, không kẻo bị trách mắng. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, nên ưu tiên giải pháp an toàn nhất có thể. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, tinh ý bạn sẽ nhận ra được cơ hội mang tới cho mình về tiền bạc. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, không đánh mất niềm tin vào những thứ không đáng. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 15, số 76, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tý, tuổi Tỵ.
Tử vi tuổi Dậu, thứ tư ngày 15 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay có được nhiều vận may về tiền bạc. Tiền bạc không phải là điều bạn cần phải lo lắng, muộn phiền trong khoảng thời gian này. Bạn mệnh tuổi Dậu có thể sẽ giành được nhiều ưu thế trong việc hợp tác làm ăn hay là đầu tư về tài chính ngày hôm nay. Và ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu, đối với những người làm ăn, kinh doanh, buôn bán có được một ngày bội thu về tài lộc. Đối với những người làm công ăn lương vẫn có được cơ hội kiếm tiền khi bạn bớt chút thời gian cho mình để làm nghề tay trái. Với bạn hãy chịu khó tìm hiểu thêm thông tin để gặt hái được nhiều thành công hơn nữa bạn tuổi Dậu nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này còn mang tới cho bạn có được nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Ngày này, đối với các cặp đôi sắp bước đến một nấc thang mới trong mối quan hệ hiện tại của hai người, tình cảm càng ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Còn đối với những bạn đang còn độc thân, có thể sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp với mình ở nơi không thể ngờ tới nhất nữa. Vài câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy có thể sẽ giành được nhiều ưu thế trong việc hợp tác làm ăn, kinh doanh, buôn bán. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, tài lộc được hanh thông, không còn nỗi lo lắng về tiền bạc. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, đón tin vui về tình duyên, người đã có đôi có cặp, tiến thêm một nấc thang mới. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, thu nhập được cải thiện nhờ nghề tay trái của mình. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, đối với những người đang còn độc thân, gặp được người tâm đầu ý hợp với mình. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 29, số 79, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất, thứ tư ngày 15 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tuất đang có điềm báo. Đây không phải là một ngày may mắn tới với bạn khi bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Điều này sẽ làm cho bạn thiếu đi sự tập trung, lơ đãng trong mọi công việc, và điều này cũng có thể sẽ khiến cho bạn vướng phải những rắc rối không đâu nữa. Trong ngày này với bạn tuổi Tuất á, lỗi mà bạn gặp phải là hoàn toàn tới từ phía bạn, nhưng bạn lại có xu hướng đổ lỗi cho hoàn cảnh khiến cho mọi việc càng trở nên phức tạp hơn. Với bạn tuổi Tuất, hãy nhận rõ vấn đề để cho bản thân mình sớm tìm ra các giải pháp giải quyết những khó khăn hiện tại mà mình đang gặp phải. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có ngũ hành Thổ xung khắc với Thủy. Điều này cũng gây ra những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm giữa bạn với người ấy. Vợ chồng với nhau lâu ngày khó tránh được những mâu thuẫn, bất đồng, tranh cãi vì nhiều chuyện trong cuộc sống, quan điểm khác biệt mà không ai chịu lắng nghe, khiến cho mâu thuẫn ngày càng trở nên gia tăng và rạn nứt trong chuyện tình cảm là khó có thể tránh khỏi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, chớ nên đổ lỗi cho hoàn cảnh khi vấn đề xuất phát từ phía bản thân bạn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, vướng phải những rắc rối do thiếu đi sự tập trung, lơ đãng trong mọi việc. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, tình cảm tồn tại nhiều mâu thuẫn vì những vấn đề trong cuộc sống. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, càng sớm nhận ra rõ vấn đề càng sớm thì tìm ra giải pháp giải quyết những khó khăn hiện tại càng nhanh chóng. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, vợ chồng bất đồng khiến cho tranh cãi liêu thang. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 31, số 72, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, thứ tư ngày 15 tháng 6 năm 2022.
Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Hợi Hợi tự hình. Điều này làm cho bản mệnh đang có nhiều khúc mắc, thắc mắc ở trong lòng nhưng không biết bày tỏa cùng ai. Và hơn nữa, với bạn tuổi Hợi, bạn cũng không đủ tin tưởng để chia sẻ vì sợ rằng người ta không hiểu chuyện và dùng chuyện của bạn rêu rao khắp thiên hạ. Nhưng với bạn tuổi Hợi, bạn vẫn có thể chọn người tin cậy để nói ra, chia sẻ những tâm tư tình cảm để cho vơi bớt nỗi lòng bạn tuổi Hợi nhé. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi, những lo sợ của bạn xuất phát chủ yếu từ sự suy diễn vì thực tế có thể xảy ra thì cũng không tồi tệ như bạn nghĩ. Lúc này với bạn tuổi Hợi rất cần giải tỏa những căng thẳng không cần thiết ở trong đầu mình, chớ nên để nó trở thành tâm bệnh bạn tuổi Hợi nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi, bạn đang có được sự nâng đỡ của chính quan chiếu mệnh, dường như cấp trên đang đánh giá cao về năng lực của bạn, họ cần tới bạn và muốn bạn hỗ trợ cho công việc. Vậy thì với bạn tuổi Hợi đừng có bỏ lỡ cơ hội này, hãy chứng tỏ thực lực cá nhân của bản thân mình đi bạn tuổi Hợi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, người làm nghề kinh doanh, buôn bán, có được một ngày buôn may bán đắt, thuận lợi nhiều bề. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, nên tránh xa những tác nhân tiêu cực khiến cho bạn buồn bực. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, chuyện tình cảm chẳng được như ý muốn, đôi lứa có nhiều mâu thuẫn. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, bạn cần phải tỉnh táo để tránh tiền mất tật mang vì chuyện không đâu. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, công việc được thuận lợi khi nhanh chóng, nhanh nhẹn xử lý vấn đề. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 38, số 59, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Mão, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.